Xin chào quý vị và các bạn. Chúng tôi là Gốm Sứ Hoàng Phát. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn là cái cách thức làm đặt xương cốt khi mà cải táng bốc mộ. Thì như quý vị đang thấy thì đây là một cụ ông làm nghề cải táng bốc mộ. Ông đã lót cái giấy trang kim vào trong cái tiểu. Thì cách lót giấy trang kim thì cũng tùy nơi mà lót, nhưng mà đây theo cái video này thì cụ ông đang lót giấy trang kim vào phía trong cái tiểu. Cái tiểu này là cái tiểu Phủ Lãng, chất lượng không được cao, tuy nhiên là cũng tùy theo cái hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế cũng như là cái điều kiện mua được hàng tốt hay không thì cái cách thức chọn của mỗi gia đình là khác nhau. Thì như quý vị đang thấy thì cụ ông đang sắp xếp xương đầu tiên và cố định hai bên là hai cái xương đùi dài nhất trong cơ thể, đặt hai bên. Rất nhiều người lo sợ là cái việc mà cái tiểu nhỏ như vậy có chứa được hết xương không, thì các quý vị thì cứ yên tâm, cái tiểu như vậy vẫn có thể chứa đầy đủ bộ xương. Nhất là các cụ đã từng là mất lâu rồi thì cái phần chiều cao cân nặng của các cụ cũng không phải là lớn, thông thường là dưới 1m6. Có cụ ông nào có cao lớn thì đến 1m6 nhau là nhiều, chứ các cụ mà chiều cao từ 1m7 đến 1m8 thì là rất hiếm. Thành ra là cái kích thước tiểu quách cho đến hiện thời vẫn là cái kích thước phù hợp với cả con người của chúng ta. Ngoài ra cái việc mà những người sử dụng cải táng là những người chôn cũng lâu rồi, nên bây giờ lại cái việc mà thiêu rất là nhiều thì cái phần xương bây giờ lại còn rất là ít. Vậy nên là cái phần kích thước bây giờ mà thiêu lấy xương hoặc thiêu lấy cho thì cái việc mà đặt vào trong tiểu thì càng dễ dàng hơn, không có sợ vướng mắc gì cả. Đấy dưới thôi. Đây của ông đang sử dụng cái vải cốt để đặt trước, đặt lót dưới cái phần tiểu. Cầm lấy, cứ cầm lấy được. Cầm lấy đi. Đó không được. Vâng, xin giới thiệu thêm là chúng tôi là gần Hoàng Phát tại quê hương Bát Tràng, thì chuyên cung cấp các loại tiểu sành. Thôi được rồi. Tiểu sứ với các màu men phù hợp với cả mệnh của các gia chủ, của mệnh của người đã mất theo ngũ hành. Các quý khách có nhu cầu xin đặt hàng với chúng tôi qua hotline là 0918 482 648. Chúng tôi là Gốm Sứ Hoàng Phát đến từ Bát Tràng, số 21 thôn 6 Giang Ca, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội. Bên cạnh chuyên cung cấp các loại tiểu sành truyền thống, sành nâu, sành đỏ, các loại men sứ như là sành ngọc, sành lam xám, sành ngọc lục bảo, sành thạch anh, các màu khác như màu nâu cổ, da lươn, các họa tiết như nhũ vàng, vẽ vàng, vân vân, mạ vàng đều có cả, có thể cung cấp phục vụ các nhu cầu từ bình dân cho đến cao cấp của các quý khách hàng. Và quay trở lại với việc bốc mộ của cụ ông, thì các cái xương lớn nhất thì đều được đặt cạnh hai bên của bộ tiểu quách, và xương đầu được đặt lên phía trên. Thì quý vị chú ý khi mà cái tiểu nó có hai đầu, đầu thứ nhất là đầu có chữ thọ tròn và thứ hai phía đằng sau là chữ thọ vuông, thì hướng xương đầu sẽ đặt hướng chữ thọ tròn tượng trưng cho trời và vuông tượng trưng cho đất ạ. Hoặc là mình nhìn theo hình rồng của cái bộ tiểu thì hình rồng, đầu rồng ở hướng nào thì đầu người ở hướng đó. Quý vị chú ý khi làm hoặc là nhắc nhở những người làm công việc này để cho các mọi người làm cho nó chính xác. Cái phần xương đầu đấy ạ, và cái phần xương hàm được đặt lên, các phần xương khác được đặt xuống phía dưới. Cái phần xương lớn như cái hai phần xương chậu là một xương lớn, xương dài gồm có xương đùi, xương cẳng chân. Còn các cái xương nhỏ và vụn nhất thì chính là những cái răng là một, hoặc là những cái phần xương bàn tay, bàn chân là những cái xương rất là nhỏ, cần chú ý kẻo thất thoát. Cậu ông này chắc cũng làm cái việc này cũng rất là lâu rồi, người cao tuổi.
Các quý khách hàng có nhu cầu đặt gốm sứ như là bộ đồ thờ, hay là quách tiểu, hay là tranh sứ, hoặc các bộ gốm sứ phong thủy, xin hãy liên lạc với chúng tôi, gốm Hoàng Phát, với hotline là 0918 482 648. Chúng tôi cam đoan tất cả đều là hàng quê hương Bát Tràng sản xuất, có gõ rõ nguồn gốc xuất xứ, cũng như các mẫu mã đa dạng để khách hàng lựa chọn. Xương sống. Sườn sườn. Đây ít xương trùng như đây một bà nhỏ bà bé ông như mình ngày xưa mà đây là một tiếng mình ngày xưa chất cái như kiểu chân nó cũng dài mà to dây tiền nhá dây tiền cho đến lúc này gần như công việc gần như là xong xuôi rồi. Cái vải bọc cốt hoặc là giấy tranh kim sẽ được quấn lại. Đây là một video để tham khảo. Tuy nhiên là gốm Hoàng Phát nhận thấy là cái cách xếp xương cũng như là bọc của cụ ông làm việc này thì vẫn chưa được tốt lắm. Tất cả vẫn chưa được gọn gàng lắm. So với các video chúng tôi đã cung cấp từ trước như là làm lễ cho một cụ ở đài Hóa Thân Thiên Đức thì rất là gọn gàng, hỏa táng lấy xương và cái tiểu sứ cho vào quách hoàng tâm rất là gọn gàng và đẹp. Thì quý vị có thể xem lại cái video ấy của chúng tôi thông qua kênh ở gốm sứ Hoàng Phát hoặc là link chúng tôi đặt ở cái phần mô tả thì sẽ gọn gàng hơn như thế này. Nhưng đây cũng là một cái cách để mọi người tham khảo xem cái cách thức ở mỗi địa phương sẽ làm như thế nào. Ngoài ra có một video khác chúng tôi cũng đã làm đầy đủ từ khi mà từ khi đào mộ cho đến khi cải táng xong xuôi. Quý vị có thể tìm lại các video này trong kênh của gốm sứ Hoàng Phát. Như trên quý vị đang thấy là chính là người cụ này đang chèn lót cho xương đầu của người mất thêm chắc chắn tránh di chuyển và mang giấy tiền. Còn cái túi ấy cái bỏ vào rồi. Đảm bảo rằng cái việc xương của cụ không bị di chuyển mất.
bỏ rồi. Còn giấy tiền ấy này này. Vâng, thế như thế này là cái việc sang cát gần như là xong rồi. Thì cái tiểu này sẽ được đặt vào trong cái quách nữa. Tuy nhiên là đối với hàng của Phủ Lãng thì chúng tôi không chắc là cái phần quách nó như thế nào. Nếu hàng của Bát Tràng thì sẽ là phần trong một cái tiểu hay còn gọi là trong quan. Ở phía ngoài có cái quách nữa. Thì phần quách giữa, phần không gian giữa cái tiểu và cái quách sẽ được chèn lót bằng hoa nhài khô. Thì cái video khác thì chúng tôi đã làm rồi và quý vị có thể xem thêm. Còn đây là một bộ sản phẩm của Phủ Lãng. Cái chất thì không được đẹp, là hàng sành truyền thống. Vâng, thì sau đây là cũng là kết thúc cái video rồi. Thì chúng tôi xin cung cấp cho quý vị một số cái thông tin như vậy. Quý vị nào có nhu cầu làm quách tiểu để cải táng cho người thân, người đã mất thì hãy liên lạc với chúng tôi qua số hotline là 0918 482648. Chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị để chọn được cái bộ quách tiểu phù hợp và đẹp nhất đối với cái mức tiền của mình, làm sao cho các cụ khi sang cát có một ngôi nhà mới vững chãi, đẹp đẽ để các cụ có thể phù hộ, độ trì cho những người sống được an vui, khỏe mạnh, tiền tài lộc tiến, thăng quan tiến chức, vân vân. Thì rất mong được nhận được cái sự góp ý của quý vị và các bạn thông qua cái hotline là 0918 482648. Chúng tôi là Gốm Hoàng Phát tại Bát Tràng. Xin kính chào và hẹn gặp lại.